Tổng thống Nga Putin tuyên bố Nga đã thắng tại Bakhmut. Ngày 21 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin bất ngờ chúc mừng lực lượng lính đánh thuê Wagner và quân đội Nga đã giải phóng Bakhmut, thành phố miền đông Ukraine. Ông Putin tuyên bố trận chiến dài nhất và đẫm máu nhất trong cuộc chiến tranh kéo dài 15 tháng đã kết thúc với chiến thắng thuộc về Nga và những người xuất sắc sẽ được trao thưởng cấp nhà nước. Trước tuyên bố trên, phía Ukraine đã lập tức lên tiếng bác bỏ và nói rằng họ vẫn đang chiến đấu để kiểm soát thành phố Bakhmut. Trước đó cùng ngày, sau cuộc họp với Tổng thống Mỹ Joe Biden tại Nhật Bản, Tổng thống Ukraine Zelensky đã được hỏi rằng người Nga nói họ đã lấy được Bakhmut. Và ông Zelensky đã trả lời rằng, tôi nghĩ không, phủ nhận việc Nga chiếm được Bakhmut. Ngày 20 tháng 5, ông trùm lính đánh thuê Wagner Prigozhin tuyên bố Wagner đã chiếm được Bakhmut. Phía Ukraine thừa nhận tình hình ở đó rất nguy cấp nhưng không thừa nhận thất bại. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Malia cho biết giao tranh ác liệt ở Bakhmut vẫn đang diễn ra. Từ ngày 9 tháng 5, quân Ukraine phản công và tuyên bố họ thấy quân chính quyền Nga tháo chạy. Ông Prigozhin cũng trở thành mục tiêu của chiến tranh tâm lý khi tờ báo Washington Post liên tục đăng chuyện rò rỉ ông muốn bắt tay với Ukraine để phản lại Nga. Còn chỉ huy của Ukraine nói rằng quân Wagner đã tháo chạy khỏi Bakhmut trước cả quân chính quyền Nga, v.v. Riêng tình báo quốc phòng Anh cho biết Moscow dường như đang tăng cường gấp đôi trong trận chiến xung quanh Bakhmut, chuyển thêm quân tới đó mặc dù họ đang thiếu nguồn cung ở những nơi khác. Rất có khả năng Nga đã dùng đến quân đội dự trữ để cố chiếm lấy khu vực này.